Quái vật bánh cắp cách. Luca đang xem tin tức về cuộc xâm lược của quái vật cắp cách. Luca, chúng ta phải làm gì đó thôi. Luca suy nghĩ để chọn cho mình một bộ đồ siêu anh hùng thật ngầu. Siêu nhân ư? Hay là Iron Man? Wow, Luca sẽ trở thành Captain America. Cứu với, cứu chúng ta với. Captain Luca tiến lên. Anh thật là ngầu. Những con quái vật cắp cách tí hon kết hợp lại với nhau và biến thành quái vật cắp cách khổng lồ. Tới đây đi. Đừng lo, anh có thể xử lý được. Tuyệt quá! Bạn đã đánh bại được quái vật cắp cách rồi, Luca ơi! Đường đua bìa giấy. Luca và Spider-Man đang điều khiển những chiếc xe ô tô đồ chơi trong phòng khách. Không may, những chiếc ô tô đấm vào mẹ và khiến những món đồ rơi xuống đất. Các con không nên chơi đua xe trong nhà như vậy. Vâng ạ. Các bạn nhỏ nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng và chạy ra vườn chơi. Các con nên chơi đua xe ở công viên. Nhưng bố lại đang cắt cỏ ngoài vườn, nên các bạn ấy không thể chơi được ở đây rồi. Cháu con của tớ có vẻ thích xe đua của các cậu. Luca và Spider-Man mang những chiếc xe đồ chơi ra công viên. Nhưng ở đây cũng có vẻ không ổn đâu. Chẳng có chỗ nào để chơi đua xe được cả. Chúng mình tự làm đường đua xe đi. Làm thôi nào. Cùng xây dựng một đường đua bằng bìa với các bạn ấy nào. Thật là tuyệt quá, các bạn nhỏ ơi. Cho em chơi cùng được không? Luôn vui chơi và sáng tạo trong cuộc sống nhé, các bạn nhỏ. Một ngày cùng em bé. Luca, con giúp mẹ chăm em khi mẹ đi vắng nhé. Vâng mẹ. Luca, nhiệm vụ hôm nay của chúng ta sẽ là chăm sóc bé Jack. Luca đưa cho Jack một chiếc ô tô đồ chơi để em ấy ngừng khóc. Nhưng em ấy lại khóc nữa rồi. Jack ngoan, đừng khóc nữa. Yeah.
có thích nó không? Em bị đói sao, Jack? Trong khi Jack đang ngủ ngon, Luca nhanh chóng dọn dẹp lại nhà cửa. Anh đây, anh đây. Em Jack đang ngừng khóc rồi ư? Bạn đã làm gì vậy, Luca? Luca tự làm một tấm biển có hình của mình để giúp em Jack an tâm ngủ ngon ư? Mẹ về rồi các con ơi. Luôn yêu thương và chăm sóc thành viên trong gia đình của mình nhé, các bạn nhỏ. Cầu trượt cho người bạn khủng long. Luca, Elsa cùng khỉ nhỏ và khủng long xanh đang chơi đùa ở công viên. Ra kia chơi tiếp nào. Được thôi. Các bạn nhỏ thích thú chơi đùa với chiếc cầu trượt màu sắc. Lại đây và chơi cùng chúng tớ nào. Khủng long xanh cũng muốn chơi với chiếc cầu trượt, nhưng có vẻ nó hơi nhỏ với bạn ấy rồi. Kìa, một chiếc cầu trượt khổng lồ cho người bạn khủng long xanh. Trượt xuống đây đi. Cùng chơi và sáng tạo thật vui nhé, các bạn nhỏ. Bánh xe dưa hấu. Bác sẽ là tuyệt. Alo, tôi sẽ đến đó ngay. Chăm sóc gara giúp bác nhé. Vâng ạ. Bác Alien có việc đi ra ngoài. Hôm nay Luca sẽ giúp bác ấy chăm sóc tiệm sửa chữa ô tô. Có chuyện gì vậy? Bánh xe của em bị hỏng rồi. Sửa chiếc bánh xe bị hỏng, bạn có thể làm được không, Luca? Còn ở đây thì sao? Đợi anh một chút nhé. Luca thử nhiều món đồ hình tròn, không được. Nhưng chẳng có thứ gì phù hợp để làm bánh xe cả.
đây nhé. Bánh xe dưa hấu ư? Cậu thật là sáng tạo đó, Luca ơi. Xong rồi này. Cảm ơn anh. Vui chơi và luôn sáng tạo trong cuộc sống nhé, các bạn nhỏ. Các bạn nhớ like và bấm đăng ký để chúng mình có thêm nhiều động lực sản xuất những video trong thời gian tới nhé.